Bạn thưa đây là học này hãy sẽ cùng xây dựng mấy cái video ông liên một số hai thằng này dùng cho cả bản to mê điện dưới đài ni dây ông bị mất tờ chứng hiền đại ca bị video môn xe màn bằng hai thằng học này rồi mà đo hai để thật tôn chụp môn ca bị chia mất tờ chứng hiến bản đài dùng cho cả technic nông cảm mật thi you know à đủ sim chia cảm thi simulation muối đại bắt đọc hiện nghĩa sửa xe mạp ôn bộn học này và xin chia ôn bộn học này ở miền ឧបករណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការតេស្តតេស្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅទាំងអស់គ្នាអំពីការតេស្តជាមួយនឹង driver ដែល driver ខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាអំពីវីដេអូមុនមួយទៀតដែរដែល driver ដែលយើងត្រូវការប្រើហ្នឹងគឺប្រភេទ driver ដែលមានលេខកូដ DM 562បាទ ຈັ່ງຍັງថ្ងៃນີ້ខ្ញុំនឹងធ្វើការសរសេរកូដទៅលើ Arduino Uno ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ upload ចូលទៅក្នុង Arduino ហើយបញ្ជាវាទៅតាម driver របស់យើងបាទតើពេលដែលយើងធ្វើការបញ្ជាកូដជាក់ស្ដែងវាខុសគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ជាទៅលើ កម្មវិធី យ៉ាងខ្លះបាទអញ្ចឹងដើម្បី rộng lực lang vinh mùi chùm nuôn đã tôn chùm mùi nâng áo vây để dân khóc bán sức xa bì môn mốc cho nên ốc nếp hai chiếc này chăm rụp hiệp này đầm nò này khởi cứ chì cả bác chú học xài một tớ chùm mùi nâng driver và nếp cái chiếc driver chẳng driver bao dưỡng cứ dân miên chừng chùm sống lâu bằng này cho dân và driver bao nhiêu cứ càng lớn thì chi chơi gì nhỉ đại vì ai thưa cả cột cung tham một pole rồi bỏ bị bán đào chân lọt bị pram từ một hai bốn volt DC và hai cái này những cái chi speed đại dương thưa cả cầm nọ từ tam trạng thì mỗi miền nằm lại chia tròn thì pí cứ resolution mình nói tha chùm nuôn chùm hiên là không mỗi chùm và chúng mà sẽ là dùng cách càng đa nhất cứ mình đã tham chung nâng dựa bà ca chung hiên càng đa tràn chúng ta khán đến cái gì mà đông power supply để dùng thư ca supply từ lời đồng lại bỏ dưỡng cứ mà phải 4V rồi mà tờ hay xong rạp switch dùng mơ tạm nâng tới switch tìm mùi tìm bì tìm bấy cái dùng phá phá xâm nhập bà từ lời chọn hay switch tìm bốn cứ lại khăn bị xếp mùi nên thay dùng ai phá full current rồi có half current mình thấy ô tô hoa dương pra muối cho mà dương off switch tiệm buôn cứ mình thấy chọn bao nhiêu nâng pra tại cả là ampere thì mà xôn chuyện về ampere thì nế hay chạy tôm bị switch tiệm pram là hồ đó switch tiệm rộng bấy cứ dương thư ca cầm nọt từ lửa power trong mùi resolution và mình thấy chùm nuôn power nên không một chùm chắc chúng tôi hỏi được chia lấy buồn rồi chứ càng này chúng off switch thì pram hay on thì rộng mối thì rộng pi thì rộng bấy nó cứ không một chùm bia thật ca buồn rồi thẳng và ok chắc là bây giờ dùng cho code trong năm bằng hai ngày nằm đó tiết đồng bài ăn ở phần mì phiên đi xuống thông cá kết hai lấy câu được trong hàng bánh mình ấy cứ đôi khi như thế này mà được như thế lấy câu đi tam rồi xài sắp đi đừng bà cái của tôi có như này cái chân nhóm cho từ program ra mà đó và ní cái chi program đặc trong thơ ca thơ xe đuổi hai chân ở chung thơ ca bây giờ đã ọc lên từ lời chung nói nặng thì mức chân thơ ca bà ca chương pháo bà này thì chương này dân thơ ca pra direction hay nâng enable chương dương prapra chương digital lịch pi lịch bay lịch buồn cứ tìm mỗi tháng dương prapra chương lịch pi direction cứ thực đáy dương prapra chương lịch bay hay năng enable prapra chương lịch buồn hay chương tặng bay năng dương tự bạc chỉ output mình không nick xong chưa từ bốn xong đã ao vì đồng nào cá cứ xong ao giờ pal hai mà hai enable low mà bắt đầu máu
Chúng cũng nói đồng lại bà speed này cứ speed cứ lượn cứ style từ lời rồi giá pe này cả delay on off hơn nữa chúng trong thời ca cũng nói for này cứ chia tùm đông này đồng là ca mũi đài vì cũng nói chấm nút đòn bà cũng nói chấm nút đòn hai à, anh ấy cứ chia chấm nút chung mà lấy chung lúc bạn này mua cháo sẵn bà hay step bộ bộ này mình tha vì can lai mà đo mua rồi vào đầm lại can đi đã cho mình tha chặt tam từ bố chấm hiền bảo vệ cứ sốn tọt máu vì mơ lẽ khan bảo vệ đầm lại ca bảo vệ nữa thật ta step nữa vì tôi chiên buôn rồi ổn và chẳng bởi tôi chiên buôn rồi vì nở thơ tiện nên tha vì bạc can luôn ai mà đo tiện chẳng sốn bạc can muối bạc can nó chết mua chết là pi bay buôn pram là hô từ đó đầm lai đá smile được buôn rồi tớ từ bị chụp và thằng cao này xong pra ao gì hai bạn hai hai lầu mình mình đã on off bật bạc cái nè và bật bạc thao lớn chưa thao lớn bật bạc xuống tới nó gì ở bên cái delay với cứ mua microsecond và thì chẳng à cái này chúng ta và chú ní cứ vi thua tầm mà đòn thì mà vi thua tầm mà đòn đấy nè vi thua tầm mà chọc phó nó cứ vi chụp thua tiền này ok là lấy chúng ta buồn rồi không ca cầm nó từ lưu step hơn một tay driver box chúng ta buồn rồi phá không một resolution mình nên tha buồn rồi chùm hiên không một chùm chẳng dương chạm mơ thật ta một tờ bọc dưỡng bất chìa vớt mà chung đã ổn thì sẵn sàng thử ca upload program một nhóm chung xong chạy bọn mới sẵn bà đã lấy sẵn thử ca upload rồi hay sẵn sàng thử cho button reset mua sẵn nằm bay ai tên vớt bạn à lấy dân khơi nhé dân khơi hàm một tên nâng bia tư ca chấp đam chanh bì dùm nổi nâng vơ ba mà chốm hay mà chốm nó to dùm nổi nâng tận đài bạn à nâng cứ dân đạm buồn nổi step bạn chốt bình xanh bà xuân tư ca ca đầm rèo cột bọc xong nế bình xanh được xong đã trâm tạp bì rồi bạn xong đã trâm tạp bì rồi vấn ta một tên dùm hiền bọc xong nâng viên lần vơ một trâm kẹt cả đà mình nhìn hai vi chốm nâng cái lại này nè hoặc vì vào cái đá cứ phải chụp được cái lại nè chắc phải vì vào nó cứ phải chụp được lại nè lại giờ mới phải để áp lộ chốt cứ vì vào phiên đậm đó thế đã chân thoảng nó cứ pi rồi step mà pi rồi chụp hình mà ok chân ở trong đã buồn rồi vĩnh hay trong cùng nọt chùm nguồn nhé trong cùng nó chùm nguồn đòi và cả cùng chân bờ sân thì trong trang là vì vân bày chùm rồi có buồn chùm trong quả là đạm mê con tới cư viên đường vân bày buồn chùm là ngày lấy xong đạm buồn đàm ở đó tự cả áp lốt mẹ lấy xong cầm nọt à vì vân buồn chùm ta tới vì vân buồn chùm trong đi bao giờ nó chụp này lại nên đòi đài lọt nhé tại này vì bởi vì chôm này này hai chân mình chạm đam sôn vì chụp nội nâng tay vậy nè mình chạm đam sôn vì chụp nội nâng tay vờ môi pi bay bốn chụp lại nè mà cái đấy cái lấy cho mờ và hai đoan tiết muối pi bay buồn mà ok chẳng cứ ca cầm nát chụp nôn chôm bao giờ nữa cứ từ tám cầm rất để ca cắt còn tạ resolution bao nhiêu đấy nhé bạn trong bao nhiêu cách phần màn chùm hiến viên năng phơ và phần năng chùm hiến không một chùm bà toán cái lại nắng thì chắc percent maximum phơ ca cầm mặt lời chùm hiến nắng ta vì miên pol là o giờ mạnh khá và tí muối person bài dương thư ca cầm nát chúng hiên mà vía pha trong một resolution mà vía nâng can tài không nốt với ai ca như bao dương nâng can tài sự kết
ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការជាមួយនឹងការកំណត់ profile ល្អិតល្អិតបាទអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវការកំណត់តម្លៃ resolution របស់វាហ្នឹងគឺកាន់តែតូចជាងហ្នឹងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមនៅ code មួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្ថែមឲ្យ motor ហ្នឹងធ្វើការវិលនៅក្នុងទិសដៅស្របទិសដៅនៃនាឡិកាហើយឲ្យវាវិលប្រឆាំងទិសដៅនៃនាឡិកាវិញបាទអញ្ចឹងការកំណត់របស់យើងគឺទី1យើងបន្ថែម code ប៉ុណ្ណេះទៅโอเคទី1យើង delay សិនយើងធ្វើការវិយពេលកន្លះវិនាទីហើយខ្ញុំបង្កើតលក្ខខណ្ឌចឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់នេះត្រឹមតែ3ជុំបានហើយហើយខ្ញុំឲ្យ direction របស់ខ្ញុំហើយបាទហើយហ្នឹងគឺវាវិលស្របទិសធានានៃការណាបាទខ្ញុំធ្វើការ upload codeបើសិនជាករណីដែលយើងអត់ដាក់ទេគឺមានន័យថា direction របស់យើងហ្នឹងគឺ low low គឺវាជាទិសដៅនៃនាឡិកាឃើញថាវាវិលមកបែបនេះណាបាទគឺវាជាទិសដៅនៃនាឡិកាទិសដៅវាវិលបាទទី1វាជាបន្ទាប់មកវាឈប់ឈប់ហើយវាស្របវិញបាទបាទនេះគឺជាទិន្នផលនៃការបជាទៅលើ stem motor របស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបាទយើងធ្វើការងារជាទូទៅយើងធ្វើការងារជាមួយ stem motor ជាចាំបាច់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើតមានចំណុចមួយជាចំណុចចាប់ដើមមានន័យថាយើងបង្កើតទីតាំងចំណុច01ទៅឲ្យ stem motor ព្រោះ stem motor របស់យើងពេលដែលយើងធ្វើការបជាវាអត់ដឹងថាខ្លួនមាននៅចំណុចណានៅចំណុចណាទេចឹងមានតែយើងធ្វើការបង្កើតចំណុច0ឲ្យវាបាទទីតាំងណាដែលយើងកំណត់ថាជាតម្លៃ0ហើយយើងទៅសេកូដហ្នឹងគឺឲ្យវាទៅរកទីតាំងហ្នឹងសិនហើយចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចហ្នឹងមកបានយើងរាប់ថាតាយើងទៅវិលស្របទៅនេះនោះតាប៉ុន្មាន step ថយក្រោយវិញប៉ុន្មាន step ទៅដល់ទីតាំងដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើយើងកំណត់ទីតាំងzone ឲ្យ step motor ជាមុនសិនទៅយើងធ្វើការកំណត់ការងារផ្សេងៗទៀតបាទនេះបើសិនយើងនិយាយអំពីទម្រង់នៃដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធការងារផ្សេងៗនៃគេប្រាប់ថា motor ជំហានបាទអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់គឺយើងត្រូវតែកំណត់តម្លៃទីតាំងដើមចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃនៃ delay របស់ខ្ញុំតិចសិនខ្ញុំដាក់10បាទតើយើងមើលពួកខ្ញុំដាក់10តើវាមានអីប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃនៃការពីយុទ្ធទី1ខ្ញុំដាក់ wave ប្រជាទូនៃនាការហ្នឹងគឺរយៈពេល delay វាគឺ10 millisecond ហើយចំពោះ wave ស្រាប់ទូនៃនាការខ្ញុំដាក់1 millisecond បាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាតើភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃនៃការពីយុទ្ធហ្នឹងតើវាធ្វើឲ្យ motor យើងដំណើរការឡើងដូចម្តេចបាទចឹងយើងឃើញថាគណៈពេលដែលយើងដាក់តម្លៃនៃការពិយពេលរបស់យើងនឹងធំឃើញថា motor របស់យើងនឹងវិលកាន់វិលយឺតបាទវិលយឺតណាវិលយឺតចាំមើលពេលដែលវាធ្វើការចប់បាទអានេះគឺការពីពេលរបស់យើងគឺ1មីលី1មីលីសេខាន់គឺវាធ្វើការវិលលឿនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទិន្នផលនៃការធ្វើការបជា stepper meter របស់យើងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ library របស់ Arduino ទេគឺមិនថាយើងទៅសេបជាទៅលើ driver ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបទសាមបទទៀតគឺយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង library ដែលគេមានស្រាប់
bà mình sao được không internet nó dương anh thưa cả download library nó dùng một rạp đấy hai dương thưa cả cùng nọ đồng lại để dương trong bán cùng nọ phải con để dương trong bán cứ dương anh thưa cả phải chia bị bàn bà chẳng không video ní trong trong mà hai nạn ốc ní phần nắng hai sao đã cái đó được ở video cái đó nên nâng chụp trong đó tiết không cả bằng hai ông pi ca prapa library tầm bay bên chia stepper mà tờ bao nhiêu bà con chán chụp nên video cái đó tiết bà con